năm. Cái này gần 3 năm thôi nha mọi người nha, gần 3 năm. Có cũng có cây nó ốm yếu tông teo, chứ không phải cây nào nó cũng bự hết. Trong cái gia đình có thằng đứa nhỏ. Mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Lời nói đầu tiên chúc tất cả mọi người sức khỏe, dồi dào và bình an trong cuộc sống. Sáng hôm nay anh mưa thì anh đi phun sâu rầy cộng với siêu giáp. Cái chai siêu giáp mà em hay quay cho bà con, anh cộng chung với sâu rầy. Một chai siêu giáp là pha chung với sâu rầy, một chai siêu giáp vậy là pha được cho 400 lít nước nha bà con nha, để phòng ngừa nấm bệnh. Còn sâu rầy thì phòng ngừa sâu rầy, mùa này là phải xịt sâu rầy là đương nhiên rồi. Còn bác Tư đang làm cỏ, cắt cỏ vừa rồi, cắt cỏ mệt quá là đang uống nước nghỉ nè bà con nha. À, cỏ còn ôm sùm nữa mà mọi người thấy không, giờ là giải tỏa cỏ. Cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta để quản lý sâu rầy và nấm bệnh, đặc biệt là đầu mùa mưa thì chúng ta phải tỉa cành tạo tán là điều đương nhiên. Phòng 7 bữa là chúng ta phải đi xịt một lần về sâu rầy cũng như là chúng ta phòng ngừa nấm bệnh. Những cái cây đọt lá xanh xanh này mùa này là đi xịt rầy, xịt rầy là đã luôn đó. Còn cỏ thì đương nhiên là mấy tuần cắt một lần, con quên rồi ta, bữa cắt cách đây mấy ngày rồi, chung cũng cả tháng đi. Gần tháng chứ chưa cả tháng, tháng đi. Chúng ta là nhìn thấy này, xịt rồi. Chúng ta xịt vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát, chúng ta cộng chung thằng siêu giáp cộng chung với sâu rầy chúng ta xịt. Như anh mưa này, anh chắc cú này, anh bao cái phòng vệ để là phòng chống độc. Dù như thế nào thì chúng ta cũng có phải bảo vệ bản thân nha, sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng mà quý vị anh chị các bạn, hiện tại là cái hoạt chất, các hoạt chất mà để xịt sâu rầy thì đi theo cái sinh học, và cái chai siêu giáp thì nó cũng là hữu cơ hoàn toàn. Nó là cái thành phần để quay cho mọi người gồm coi này, nguyên liệu sử dụng thành phần này, kẽm này rất là cao, gồm có nguyên liệu sử dụng là kẽm này, silic, magie, mangan, canxi và các thành phần vi lượng khác. Sáng này nói dữ quá lẹo lưỡi luôn. Cái mô sầu riêng này mọi người, cây này gần 3 năm. Cái này gần 3 năm thôi nha mọi người nha, gần 3 năm. Cũng có cây nó ốm yếu tông teo, chứ không phải cây nào nó cũng bự hết. Trong cái gia đình có thằng đứa nhỏ, đứa lớn, đứa ăn nhiều, đứa ăn ít, đứa bệnh lên, đứa bệnh xuống để đó. Hãy quan cho mọi người coi này. Đặc biệt là sâu rầy thì có, nhưng mà lá mà gọi là cháy lá này nọ là để kiếm một cái lá mà cháy lá không có. Xịt cung cấp cái siêu giáp thường xuyên và bộ rễ dưới đây được kích thích bởi cái bộ phân bón siêu dưỡng cây cũng như humic Hoa Kỳ và trico humic. Sẵn rồi tí nữa là em quay cái bộ phân cho bà con coi luôn này. Đó. Này, mới cắt cỏ tới đây thôi. Mới cắt cỏ tới đây, giờ đi cắt nữa này quý vị anh chị các bạn. Khổ lắm á. Này, xịt rồi. Rồi bây giờ em lại cái chỗ bộ phân bón mà quay cho bà con coi là cái vườn này được sử dụng phân bón như thế nào. Để cho tất cả cái bộ phân bón, em lấy bộ phân bón nó, bộ mới nó ra cho quay cho bà con coi, cho bà con có thể mà nhìn thấy. Đây đi từ trên đầu vườn xuống cuối vườn. Cuối vườn là xa lắm, đi tới giữa vườn thôi. Đây bà con này đi một lượt luôn, mọi người có thể nhìn thấy không? Lá lủng thì có ha. Cái này là không thoát được. Cái này là con ngâu á. Nó núp ở trong dưới đất, nó núp ở bên bờ ruộng, bờ ao rồi nó bê vô. Cái con này là phải xịt buổi chiều. Con riêng cái con này là xịt buổi chiều. Con rầy á thì xịt buổi sáng hay buổi chiều cũng được nha bà con nha. Cái chai siêu giáp chúng ta có thể cộng chung với sâu rầy, xịt sáng hay chiều là chúng ta theo nó. Còn cái con mà con lủng lá nó rất là, cái con nó là cũng giống như là thật sự luôn, nó ăn y như cái lá chúng ta mà mấy anh bạn mà anh chơi lan đột biến ấy. Lủng. 10 ngày không xịt một cái là đi banh tô luôn. Nhưng mà con quan sát chút xíu rồi em tới cái chỗ mà bộ phân bón cho bà con nha. Quay cho bà con coi. Căng lên mệt. Cứ tập trung quay video cho bà con để có gì thì bà con thắc mắc gì bà con hỏi mình có thể trả lời cho nó dễ. Cái tỉa cành tạo tán này bà con chắc là bà con biết rất là nhiều rồi. Bữa nào em cũng quay lại vài cái video để tỉa cành tạo tán cho bà con coi. Chúng ta làm sao mà tập trung giữ lại những cái cành lớn, cành mang trái để sau này cây chúng ta nó mang trái, chúng ta giữ được những cái cành đó. Có nhiều anh em thắc mắc hỏi nè. Có nhiều anh em hỏi á là cái cành đực á thì có giữ hay không. Có nhiều video á là mình bỏ, có nhiều cái á thì mình lấy, thì tùy theo cái độ tàn nha bà con nha. Ví dụ như nó trống dữ quá, cái độ tàn chúng ta không có cành trái, chúng ta trống quá chúng ta để những cành đực thì những cái cành này nó cũng vẫn mang trái, nó ăn một mùa hai mùa rồi nó sẽ tự sụp nha bà con nha, nó tự chết.
ăn những cái cành mà cành đực, những cành nhỏ như thế này nó vẫn có trái nha, chứ không phải là không có trái. Còn cành cái thì đương nhiên rồi, để phân biệt với mọi người nè, cành cái thì đây, đó, đây là cành cái, cành lực lưỡng nè. Cành đực nó vẫn có trái nha, cành đực nó vẫn có trái, nhưng ăn một mùa là hai mùa nó chết. Còn cái cành này là mai mốt sửa lại, còn cái này đang sát dữ quá nè, cái hai cái cành này phải sửa lại này, đang rất là sát. Chúng ta sửa, chúng ta kéo nó xéo qua một bên, sát quá, tại vì nếu sát quá trái trên này nó xuống nó đụng dưới này làm sao được, đúng không? Rồi bây giờ phân bón như thế nào, đây là rất là nhiều quý bà con hỏi, sẵn ở đây review cho bà con luôn. Đây phân bón, quay đầu tiên là cái canxi dưỡng cây, cái can hiền thoại, rất là nhiều quý bà con hỏi này, cái canxi dưỡng cây này là sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, và đặc biệt ở trong đây nó có amino acid luôn nha bà con nha, nó có amino acid và thành phần nó nằm, quay cho mọi người coi này. Đây thành phần này, chất hữu cơ này ha, có hữu cơ thực vật, axit amin, amino acid rong biển và các amin bo fulvic và các cái dưỡng chất đặc biệt từ amino acid, vitamin B1 rồi K2O2 nữa, A hàm lượng diệp lục tố tự nhiên hữu cơ, hỗn hợp là 17 loại axit amin tự do, nói chung là rất là nhiều, đọc mỏi miệng luôn. Nó có hộp chuẩn, hộp quy đầy đủ hết, đây có dấu hộp chuẩn, hộp quy ở này hết cho bà con coi nha. Sản phẩm ở ngoài thị trường nào mua mà nó có cái những cái dấu hộp chuẩn, hộp quy chứng nhận thì rất là ok. Thì cái sản phẩm này á của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ không có cung cấp ra đại lý phân bón bảo vệ thực vật, nhưng mà con tìm không có đâu, mà mua là mua trực tiếp từ công ty, thì bà con có thể gọi vào số điện thoại hotline ở trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho quý bà con nha. Và ở thường thường có nhiều bà con gọi vào số tổng đài á, có cái lời chào cũng giống như là siêu thị cây giống Willow Farm đồ, hay công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, thì công ty nông nghiệp Hoa Kỳ và siêu thị cây giống Willow Farm là cùng một hệ sinh thái, cùng một hệ sinh thái luôn, giống như là VNPT thì có Mobifone và Vinaphone, kiểu vậy đó, nó hỗ trợ lẫn nhau đó bà con. Rồi tiếp theo là Humic Hoa Kỳ, thì bà con nhìn thấy đây có Humic Hoa Kỳ, ngoài thị trường bà con cũng không tìm có đâu, mua thì bà con muốn mua trực tiếp vào công ty, thì nó có này, siêu kích rễ cộng vi lượng TE, nó có cái hay ở chỗ đây này bà con, siêu kích rễ cộng vi lượng TE có nghĩa là humic Hoa Kỳ, nó không phải là humic thường. Humic bình thường á, nó chỉ là một cái dạng khoáng thôi, đào dưới biển lên rồi người ta xây ra người ta bán cho bà con thôi. Chứ còn cái này á, là vừa có humic và vừa có vi lượng, nên bà con rồi nè, có vi lượng cộng TE này, bà con nhìn thấy rõ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp đến cái vấn đề cũng là một thằng humic nữa, đó là trichohumic. Thì bà con nhìn thấy trichohumic ha. Đây bà con nhìn thấy này, trichohumic này. Đây là hồi xưa á, là nó có cái từ T trichohumic. Tuy nhiên là bị mấy ông nội ông ngoại thị trường á, là ông làm giả, mấy ông nội ông ngoại ông làm giả, ông nhái tự lưu hột dư hết. Thế nên công ty quyết định đăng ký bản quyền tất cả mọi thứ luôn, và chúng ta sẽ sửa lại tên để cho bà con dễ nhận dạng. À, chúng ta nhìn là chúng ta nhận dạng và có hộp chuẩn, hộp quy nha bà con nha. Có hộp chuẩn, hộp quy đầy đủ hết bên này nè. Hộp chuẩn, hộp quy chắc chắn là phải giấu bên này. Đó, đây. Hộp chuẩn, hộp quy đầy đủ hết nha bà con. Thì cái á, cái thành phần mà humic, một gói humic như vậy, nếu chúng ta pha nó muốn tan hết thì chúng ta pha 400 đến 500 lít nước là nó tan hết nha bà con nha. Rồi bây giờ bà con sẽ xài sản phẩm phân bón này như thế nào? Ví dụ như ở trong cái vườn này, đây cái vườn này thì xài phân bón như thế nào là bà con giải thích cho bà con hiểu rõ được, nắm rõ vấn đề. Là cái can siêu dưỡng cây này cộng với hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói trichohumic, chúng ta pha cho 2000 lít nước. Tại sao chúng ta phải đấu như vậy? Đây là phân bón, đây là hàm lượng phân bón giống như là dinh dưỡng đó bà con. Đây là giống như là một trong một cái bữa ăn đó, thì nó là có cơm ha, có cơm rồi nó có cơm rồi có thịt, có rau, có cá này nọ đó, chẳng hạn như vậy. Rồi đây là nước mắm, ví dụ vậy này, nước mắm, nước tương, ví dụ như vậy thôi. Rồi bây giờ thằng này siêu dưỡng cây là phân, hai thằng này cũng là phân, nhưng mà hai thằng này là humic Hoa Kỳ, kích thích bộ rễ, tái tạo bộ rễ và cung cấp cái vi lượng. Còn thằng này là trichohumic, là vừa có trichoderma, vừa có trichoderma và nó kích thích cái bộ rễ của chúng ta, nó tạo có trichoderma. Thì bà con biết là khi mà cỏ chúng ta cắt, mới nãy là bà con thấy là đi cắt cỏ đó, cỏ chúng ta cắt sẽ nó tạo cỏ này cắt, nó sẽ tạo thành cái lượng phân xanh, mà phân xanh muốn phân giải nhanh thì có phải có trichoderma, cái điều này điều đương nhiên. Và trichoderma là cái nấm đối kháng đối với con Phytophthora rồi Fusarium solani đó, bà con không biết điều đó, mà nó ngăn ngừa xì mũ và giải độc hóa học rất là tốt. Là nó có hệ vi sinh vật, còn này có vi lượng, ở đây là phân. Thì một cái bộ sản phẩm như vậy, chúng ta pha 2000 lít nước và chúng ta sẽ pha vào cái bồn. Chúng ta nếu như bà con á, chưa có cái hệ thống á, tưới tự động, á, chưa có cái bồn phân á, thì bà con sẽ tưới qua qua tay, qua cái dạng như xịt với mấy bồn nén là bà con xịt. Hạt á, là bà con pha vào cái bồn mà bồn áp lực, có nghĩa là vào cái bồn áp lực phân á,
hạt cái bùn mà bùn gọi là bùn tưới qua đèo á, bà con sẽ tưới quanh hết dưới gốc thì bà con yên tâm, cỏ nó sẽ ăn cái gì nó sẽ trả lại đất cái đấy nha bà con nha. Mà nhiều ý bà con hỏi anh cỏ nó có ăn phân không, tất nhiên nó ăn, nhưng mà nó ăn cái gì nó trả lại cái đất cái đấy, nó ăn không có nhiều. Cái thứ hai nữa, chính cái rễ cỏ nó sẽ là cái nơi mà dẫn cái dinh dưỡng xuống nhanh nhất, dẫn cái phân xuống nhanh nhất. Nó tại cái rễ cỏ len lỏi xuống là nó cái phân nó theo cái đường dẫn nó xuống dưới đó, thì cây nó sẽ hấp thụ được, và khiến cái rễ cỏ nó sẽ là tạo cái tầng oxy cho cây nó phát triển, cho cây nó thở nha bà con nha. Nếu như vườn chúng ta mà không có cỏ, không có để cỏ, nhưng mà chúng ta biết các quản lý, vào mùa mưa chúng ta nên cào, chúng ta làm trống ra, mùa nắng là chúng ta có thể để, nhưng mà cách gốc là khoảng 1 găng tay đến 2 găng tay tùy theo cái cây lớn hay nhỏ thì chúng ta cào ra, nhưng cỏ chúng ta để cứ thời gian là chúng ta cắt ra. Đó là riêng về cái vấn đề chúng ta quản lý cỏ cũng như là chúng ta đi phân bón. Cỏ nó ăn không? Có ăn, nhưng chúng ta cắt nó sẽ chết và nó sẽ lại chuyển hóa lại tạo thành phân cho cây chúng ta. Thế nên là chúng ta vừa nuôi cỏ và vừa nuôi cây, đó là trong một cái sự cộng đồng, hệ sinh thái của nó tương trợ lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nó giúp đỡ lẫn nhau, và chính ở trong cỏ nó cũng có những cái con mà gọi là cái con thiên địch để nó tiêu diệt, để nó xua đuổi sâu rầy. Cái con này, nó có lợi nha bà con, cái con này nó có lợi, nó sẽ tiết ra một cái chất gì đó để nó xua đuổi được sâu rầy. Con này nó có lợi nè, chứ không phải là có hại đâu. Ở trong này nó sẽ tạo một hệ cộng đồng để mà nó sinh sống và nó hỗ trợ cho cây trồng của chúng ta, việc cỏ, việc quản lý sâu rầy và phân bón. Thì đây là cái bộ phân bón. Còn ở trên đó thì bà con sẽ sử dụng cái chai siêu vọt đọt, có đây vọt đọt sầu riêng, cái chai vọt đọt sầu riêng nha bà con nha. Còn cái chai siêu giáp thì mới nãy chú Hai ông cầm ông để ở trên kia rồi, tí nữa em lên qua cho bà con. Thì cái chai siêu giáp nữa, cái chai vọt đọt sầu riêng thì bà con có thể cộng với sâu rầy. Ví dụ như tuần này bà con sử dụng cái vọt đọt sầu riêng cộng với sâu rầy, thì tuần sau bà con sử dụng cái chai siêu giáp cộng với sâu rầy, bà con xịt lên lá, bà con tắm như ông anh Mưa đang tắm kia. Còn như này chúng ta tưới dưới gốc bình thường nha, để cung cấp cái dinh dưỡng cho cái cây chúng ta nó hấp thụ nha bà con nha. Ngoài ra bà con muốn đi phân gì, phân gà nở, phân gì, thì tuyệt nhiên là vào mùa nắng thì bà con đi một ít thôi. Đối với cây như vậy bà con đi chừng 1 kg thôi. Còn bà con nhìn thấy tầng cỏ này, cỏ như là cắt xuống là phân nó ăn. Bà con nhìn quan sát tất cả các bộ lá, hầu như là không có một cái trồng sầu riêng là phải trồng như vậy, chứ không phải trồng cho vui được. Hầu như là chúng ta có thể là nắm bệnh là tuyệt, không có cái cây nào nắm bệnh hết. Đó. Video này em nói hơi nhiều hơi nhanh, nhưng tất cả mọi ý niệm của em là đều có hết trong này. Và ở đây một chai này 195.000, cái gói Trico Humic này là 140.000, một cái bộ như vậy là hai gói Trico Humic thì 140.000 cộng 140.000 là 280.000. Rồi cái gói Humic Hoa Kỳ này 120.000 cộng với 120.000 là 240.000, 240.000 cộng 280 là con tự cộng nha. Còn cái căn này là 495.000, nó gần 500.000 đó, thì bà con cộng vô cái chai này là 100.000, còn chai siêu giá 195.000. Còn ngoài ra nếu vườn của bà con bị bệnh, vườn của bà con không có bị bệnh, bà con muốn phòng nấm bệnh, phòng thằng tiến trùng, thì bà con sử dụng cái chai siêu giáp này pha cho 400 lít nước, bà con tưới quanh tán lá của mình nha bà con nha. Rồi, chúng ta sẽ em lại và kia uống nước rồi em quay cái chai siêu giáp rồi để em kết thúc video cho quý bà con. Chúng ta sẽ đi quan sát một chút xíu nữa để nhìn thấy cái vườn này, cỏ chúng ta đang cắt. Cái con này nó dính con ngâu mà. Không, con miền Tây mình kêu con ngâu á. Nó còn cái tên gì cứt heo không? Bùn nhưỡng cứt heo. Bùn nhưỡng cứt heo. Là cái đó là tại miền Tây kêu. Miền Tây nó kêu ở ngoài, không biết miền Tây kêu vậy đó. Rồi chúng ta đi lại quay chai siêu giáp nữa là để cho bà con có thể nhìn thấy cái chai nữa. Một lần nữa mình kết thúc cái video. Đây cái con này nè, này. Ghê gớm lắm. Ôi, ăn mưa. Một vườn này là xịt chắc cũng phải cỡ 2 ngày mới xong á. 2 ngày mới xong. Đó bà con, còn phân bón thì đi vào cái ông bét nè, quay ra bên ngoài cây nó hấp thụ, nó cỏ nó chết tạo thành phân xanh. Nó đơn giản thôi, quay cho bà con coi cái chai siêu giáp. Hai ngày vườn kiếm mà cái vườn này kiếm cháy lá không ra luôn. Là cái chai siêu giáp đây. Rồi, chai siêu giáp đây nha bà con nha, 195.000 này, quay cho bà con coi nè, chai này nè.
rồi quay gương mặt đẹp trai của em. Này. Rồi tạm biệt bà con, bye bye bà con, bye bye.